Thời tiết quá đẹp. Chào các bạn, hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2020. Và hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình rất là thoải mái, bên bờ hồ rất là đẹp. Và hôm nay cùng với tôi ở đây, xin trân trọng giới thiệu của anh Hùng Hải, một trong những vận động viên nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Anh là nhà vô địch của các cái giải marathon phong trào. Và nếu như các bạn ở trên mạng xã hội và các cái group chạy bộ thì sẽ thấy anh Hùng Hải là sẽ là một KOL trong làng chạy bộ. Còn đứng cạnh tôi đó là anh Lê Nam Trung. Hiện tại là anh là startup một công ty chuyên về các cái hoạt động thể thao, thiết kế các bài tập mà hỗ trợ cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt nhất. Và đương nhiên là không thể thiếu anh Nguyễn Minh Tuấn, CEO của Alpha Capital. Và ngày cuối năm, trong một cái thời tiết rất là đẹp như thế này, và chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới 2021, thì tôi sẽ xin hỏi anh Tuấn, anh sẽ có dự định gì cho một năm 2021 sắp tới? Vâng, thực ra thì cái cảm giác ngày cuối năm mà được đi chạy như thế này thì tôi cũng mới được tận hưởng một năm nay thôi. Và năm nay có khi là năm thứ hai. Năm ngoái thì từ trước đây thì với gần 20 năm ở trong ngân hàng thì cái ngày cuối năm ấy là cái ngày bọn tôi rất bận rộn. Chúng tôi phải lo nguồn cho hệ thống chi nhánh, bọn tôi phải đóng chốt sổ cuối năm. Và thông thường ngày cuối năm bọn tôi chả nghĩ gì cả. Về đến nhà là con bảo là bố ơi pháo hoa thì ra ngắm pháo hoa, xong lại bắt đầu một năm mới. Thế thì từ khi mà tôi có một cái sự quyết tâm để đạt đến cái có một cái công việc nó khá là độc lập thì tôi mới được tận hưởng cái sự tự do này. Thì từ khi tự do thì tôi mới bắt đầu suy nghĩ rằng là tôi có thời gian tĩnh tại một chút và nghĩ lại xem rằng là cả năm nay mình đã làm được gì, mình đã thất bại ở đâu, mình thành công như thế nào. So với chính tôi thôi, tôi không dám so với ai cả. Thế thì hôm nay thì tôi suy nghĩ về năm 2021 và tôi đang nghĩ đến một từ, anh Long ạ. À, là từ gì anh? Giống như là tôi và anh hay tư vấn cho các doanh nghiệp và anh hay có hỏi tôi rằng là doanh nghiệp này thì cái yếu tố thành công của nó là gì? Key success factor, tức là cái yếu tố cốt lõi để họ tạo ra giá trị. Và từ khi tạo ra giá trị thì cái giá cổ phiếu đi là phía bên ngoài cũng như là intrinsic value, tức là cái giá trị nội tại trong của doanh nghiệp thì nó mới tăng lên. Thì tôi nghĩ rằng là năm 2021 đối với tôi là sự kỷ luật. Sự kỷ luật là gì? Nghe thì nó có vẻ hơi đối lập với tự do đúng không ạ? Kỷ luật có nghĩa rằng là mình tuân thủ theo những cái kế hoạch, mình tuân thủ theo những cái phương pháp mà mình đặt ra. Và càng kỷ luật thì tôi nghĩ mình lại càng tự do. Tại vì vì kỷ luật nên là mình sẽ thực hiện tất cả những cái gì mà mình đã đặt ra từ ban đầu. Thì tôi đang suy nghĩ như vậy ở trong tài chính. Thì còn đối với cả những nhà đầu tư hay là những cái người mà đang tham gia tất cả trên thị trường chứng khoán, trên thị trường vàng, thị trường ngoại tệ, sự kỷ luật nó sẽ thể hiện ở trong cái việc rằng là anh sẽ có phương án đầu tư, anh sẽ có trading plan, anh sẽ có cái tỷ lệ phân bổ vào các tài sản và anh phải thực hiện đúng. Tại vì thông thường mà nói một năm mới chúng ta sẽ thường quên rất nhanh những chuyện năm cũ. Và khi mà chúng ta quên thì chúng ta không tuân thủ và chúng ta để những cái cảm xúc bên ngoài của thị trường dẫn dắt, cũng như là bên trong là khi chúng ta sợ hãi hay là chúng ta tham lam dẫn dắt, và chúng ta sẽ không tuân thủ cái kỷ luật đó. Và tôi nghĩ rằng là 2021 nó đã mở ra rất nhiều cái vận hội mới và tôi nghĩ là tôi sẽ phải tuân thủ theo đúng cái kế hoạch của tôi. À, thế có phải anh đang đứng ở đây, chúng ta thấy rằng là bối cảnh đằng sau đây là tập đoàn Vingroup, có phải anh học của anh Phạm Nhật Vượng cái từ kỷ luật không? Chia sẻ với anh Long với cả các anh thì tôi có may mắn có thời gian cũng gần một năm được làm ở tập đoàn Vingroup, ở một cái vị trí khá là lớn, ở một công ty khá là lớn của Vingroup. Thì cái tôi thấm nhuần và tôi rất là hâm mộ anh Vượng đó là cái sự kỷ luật. Cái sự kỷ luật của anh Vượng không chỉ là ở khẩu hiệu mà nó nằm ở việc làm. Và toàn bộ tập đoàn hơn 50.000 con người, ở cái thời điểm tôi tham gia là 50.000 con người, thì bọn tôi tuân thủ rất là tuyệt đối cái kỷ luật đó. Có khi anh không ở trong một cái buồng máy nó rất là lớn, mà khi mà chỉ cần một cái bánh răng nó có một cái vấn đề gì đó thôi thì cả cái hệ thống nó sẽ không hoạt động. Và đây cũng là một cái hình mẫu mà tôi đang cố gắng để xây dựng cái công ty của mình. Như vậy anh Tuấn chia sẻ một cái từ khóa cho chúng ta cho năm 2021, đó là kỷ luật. Đây là kỷ luật, còn quan trọng hơn là áp dụng trong lĩnh vực tài chính. Thế còn nhà vô địch của chúng ta, anh Hùng Hải thì sao? Anh có gì lời khuyên gì cho chúng tôi? Chúng tôi là dân tài chính thì nói chung là sức khỏe thì nó không thể bằng được. Thì
cái lời khuyên của anh dành cho chúng tôi liệu chăng là gì? Thực ra thì trong cả thể thao và cảm nhận như cái hoạt động xã hội khác thì tất cả đều muốn hướng đến một cái sự là gọi là tự do thì là hạnh phúc, nhưng muốn có tự do thì đúng là phải có kỷ luật. Kể cả trong thể thao muốn có được thành tích tốt, muốn có được một sức khỏe tốt và bền vững thì việc kỷ luật trong từ cá nhân, sau đó đến kỷ luật trong những phương pháp tập luyện, đảm bảo được cái chế độ tập luyện theo đúng như cái kế hoạch đấy đưa ra từ đầu thì sẽ duy trì cho cái khả năng đạt được cái thành tích tốt nhất, và thành tích tốt nhất đó sẽ là việc mình sẽ có được cái thể trạng tốt nhất. Thể trạng tốt nhất thì đương nhiên là khi đấy cảm thấy sẽ rất là thoải mái, rất là tự do, và gần như là mình có thể giả sử như đối với một người chạy bộ như nhà em, khi mà có được sức khỏe tốt, có đi theo đúng một cái kế hoạch đưa ra ban đầu thì có thể là ngay hôm nay ở đây, thì khi mà gặp các anh có thể rủ là chạy một vài vòng hồ, chúng ta cũng sẽ là có thể chạy được với nhau, nó rất là thoải mái. Và tất cả đó là gì, là từ cái sự kỷ luật trong hàng ngày, hàng tuần theo các cái kế hoạch, những bài tập đưa ra thì sẽ giúp cho mình có được một cái sức khỏe rất là tốt. Thì em cảm thấy là việc không chỉ như anh và anh Tuấn vừa chia sẻ về vấn đề tài chính, kể cả thể thao, các hoạt động xã hội, những việc đảm bảo kỷ luật nó luôn đem đến, ít nhất là đem đến cho mình sự an toàn, sức khỏe và đón nhận cuộc sống rất là. Chúng ta luyện tập thì chúng ta sẽ chạy không bị chấn thương mà chúng ta cảm giác là mình enjoy cái đường chạy, đúng không ạ? Xin giới thiệu thêm là anh Hùng Hải là nhà vô địch marathon của rất nhiều các cái giải lớn tại Việt Nam, và có những năm là anh ấy tham dự 17 giải và đoạt chức vô địch cả 17. Và chúng ta biết là anh Hùng Hải là một trong số là người đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn marathon của giải Boston, một trong 4 cái giải marathon danh giá nhất trên thế giới. Thế còn anh Lê Nam Trung thì sao? Anh vừa kết hợp giữa thể thao với lại quản lý doanh nghiệp, phát triển startup. Thì các anh nói cả về tài chính rồi, anh nói về cả thể thao rồi. Tôi chỉ nói một cái cạnh rất là nhỏ của cái thể thao mà tôi trải nghiệm. Là gì, cái kỷ luật nó đem lại cho mình cái an toàn, tránh rủi ro. Giống như đầu tư tài chính, các cái kỷ luật thì chúng ta sẽ tránh được rủi ro là đầu tiên, đúng không? Thì thể thao chúng ta tuân thủ đúng phương pháp và dẫn thì nó sẽ có một cái thể trạng là nó ít bị chấn thương. Đấy là điều quan trọng nhất. Vì chấn thương nó sẽ gây ra những cái rủi ro khác ngoài thể thao, và cả về tâm lý, cả về tiền bạc, và làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đó là cái một cái cạnh tôi chia sẻ về vấn đề kỷ luật. Rồi, cảm ơn anh Trung. Anh Trung dùng một cái từ mà dân tài chính chúng tôi luôn luôn phải nghĩ đến, đó là rủi ro. Và hy vọng rằng là trong chúng ta, tất cả chúng ta ở đây kết thúc một năm 2020 đầy sóng gió, và chúng ta chuẩn bị đón một cái năm mới rất là thành công. Và tôi nghĩ rằng là năm 2021 này chúng ta sẽ có cả sức khỏe về thể chất cũng như là sức khỏe về tài chính dành cho tất cả mọi người. Rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thank you.